Rồi, tiếp. Nosemas, đặt lên. Nosemat, đúng rồi. Ồ, các bạn đang hình lên, các bạn có thể dùng từ Nosemat đây, nhưng mà thường người ta dùng là từ Tokusimat. Tokusimat là đang hình lên nhé. Ồ, các bạn đang hình lên Facebook à, gọi là Tokusimat sẽ thấy chữ kanji đây. Rồi, tiếp. Đúng rồi, có để gì cả, mình hỏi ý kiến người khác như thế này đã được chưa? Nigai đắng. Đúng rồi, nì gai là đắng. Ôi giờ cô đơn. Oyakodonburi là gọi là cái móng mẹ con ha, cái móng mà ồ da, tức là Mẹ móng móng con. móng móng gà mà nó có trứng á, móng thịt gà nấu nha, xong rồi cái mình lấy cái trứng mình bỏ lên, cái đó thì ồ da cô này, ồ da là mẹ này, cô là con này, donburi là cái móng móng này, cho các bạn coi không biết nói sao, ồ da cô là cái móng mà mẹ con làm thịt gà rồi xong rồi trứng nữa. Ồ. Đây đây là thịt gà cái rồi xong rồi ra cái trứng nữa bỏ lên, cái này gọi là ồ da donburi. Cách làm thì cũng không có khó đâu. Xì dầu rồi hành tây luộc xong rồi thịt gà luộc xong rồi để rim cho nước nó ngấm dầu ngấm vào thịt rồi mình bớt ra rồi mình bỏ trứng gà sống ha, trứng gà sống mình bỏ lên, nhưng mà ở Nhật thì trứng gà chỉ ăn từ 3 đến 7 ngày thôi là cái thời gian ăn tốt nhất á, còn không là Nhìn đừng ăn sống. ngon nhỉ. Tại sao gọi là Oya Donburi thì các bạn hiểu ý nghĩa chưa? Oya là thịt gà Đây. này, thịt gà là mẹ, còn cô là từ trứng gà này, mông gà nó cần mới thịt gà với trứng gà này, người ta gọi là cô gia đơn quý vị. Rồi tiếp. Giai liệu nguyên liệu Đúng rồi. bưng 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 cái này người mình gọi là phần đó ha, chứ phần đó chứ không phải là phút ha. Cái này tức là tính riêng người, riêng phần người. Torinic Rồi. thịt cá. Đúng rồi. Gram. Đúng rồi, gram Tamanegi, hành mực. củ của anh. Đúng rồi. Tama là những cái viên gì trồng trồng trồng, còn negi là hành. Hành mà trồng gọi là hành củ á. Cái này ngày xưa bài đầu tiên là chỉ bình đọc rồi này. Dòng bưng nồi chì. Đúng rồi. 1/4 thì mình lấy 4 của 1. Mình đọc ngược lại. 1/4 mình đọc 4 phần của 1. Rồi thử đọc đọc 2/5 thử đọc xong. 5 phần của 2. Go bưng no mi. Đúng rồi ha. Rồi còn ví dụ như 1.36 mình đọc sao? Bạn nào biết? Quên rồi. 1.36. Quên rồi ạ. Rồi, À. mình đọc đọc cho bạn đọc cứ nghe. Dấu chấm là đọc tên thôi. Nhưng mà sau dấu chấm thì Hùng à, chi tên San Diego Rồi nhưng mà 0.36 thì mình đọc xong. re tên San Diego Sai. 0.36 đọc khác. Đây. 1.36 cũng đọc chưa, cũng 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 đọc sai luôn. 1.
36 cũng đọc sai. Rồi. Cái 1.36 thì cái đây nó chưa được gọi là phần chục đúng không? Một là nó có phải là phần chục chưa? Khi nào mà 10 chấm mấy nó từ trở lên thì mới đọc là ở đây là gọi là hàng cá đưng. Đọc đọc từng cái. Thì mình số 1 mình đọc chỉ cần đọc thôi. Ichi tên số 1 số chấm mình đọc là tên nha. Chấm mình đọc tên. Và số 3 và số 6 thôi, không cần không phải là số 36. Mình đọc là Ichi tên san đột cư. Cũng đây số 0. Re tên san đột cư. Được chưa? Ừ. Anh sẽ dọc. Lưu ý. Ủa chưa hiểu không? Cái số 1.36 thì em đọc số 1 rồi chấm tên số chấm gọi là tên thôi. 1.36 thì em đọc là số 1 là Ichi. Đọc là Cái chi Ichi tên sao tên được. san đột cư. Chứ không phải san di đột cư. À, vậy. Còn số 0 vậy thì nó là chưa phải là hàng vương vị mà nó là gọi là hàng phân phải không? Thì ví dụ như là hàng 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 10, ví dụ như 10 10.55 10.10 thì mình đọc là thì là diêu, còn 36 chấm mấy thì em đọc là san diêu tên nhé. Đây ai. hầu như là cho là 48 chấm 45. Rồi em ấy em dài phải không? Có 45 đây có phải Đây. là hàng hàng đơn vị chưa? Hay là nó vẫn là hàng thực phân Đây. thôi? Số 8 này, số 8 này mới gọi là hàng đơn vị này. Số 4 này mới gọi là hàng chục này. Thì mình đọc là Đây. 48 chấm 45 chứ không có 45. Tiếng Nhật là vậy. Mình đọc là 48 chấm 45 à? Hay là 48 chấm 45? Thì mình chỉ đọc là John Yu. Dương Diêu Hà Chí. Chi tên John Gu thôi Ồ. chứ không có 45 Này. ha. Ok rõ chưa? Này. Rồi tiếp. À. Cho mi liệu gia vị Ok, à, biết rồi. là B. Nắp B là chữ trên nắp đây là nó sai hả? Cái là cái nồi á các bạn biết không? Cái Đây. nồi nồi á đây. Nồi. Còn cái nắp là phư ta. Nắp B là cái nồi mà bự bự vậy này. Vì đó mà mình gọi là cái lẩu thì mình gọi là Naberyori. Cái nồi hả? Naberyori là lẩu, còn cái nắp này nó gọi là Pita. Pita là cái nắp. Nhưng mà nắp phải có là chữ ứ chứ không phải chữ á. Nhiều khi nó sai. Đây. Rồi tiếp. Hi lửa. Rồi tiếp. Hi lửa cái nó. Bài này trong sách bạn nó có cái cách nấu món oyakodomori á, cái chậm nữa các bạn lật cuốn sách ra nó sẽ thấy cái cuốn sách bài tập đó, nó có cái chỉ cái cách nấu món oyakodomori nãy, oyakodomori nãy. Nimas nấu Nó Niemas đúng rồi, chỉ cần khác bỏ chữ e là nói một cái nấu một cái nữa chính rồi. Domri cái bát Domri đúng rồi, Domri nó khác với từ cái bát Ochawan. cốc Ochawan là cái chỉ cái chén nhỏ thôi, còn Domri là cái bát bự luôn. đấy. Rồi ok bắt đầu vô bài. Trong này nó sẽ có 78 slide viết kiện này.
Rồi, các bạn vừa coi sách vừa nói lại những cái từ vựng đang có ở những gì các bạn nãy giờ mình học ha. Rồi. Đây làm gì đây? Migi amigakimasu. À, migakimasu là đánh răng, mài, nói chung từ mài á, nó có nghĩa là mài đặt. Đánh răng mình nói là hao ố migakimasu là đánh răng. Rồi chữ đây bình. Cubitademos. Rồi nó nghĩa luôn ha, lắp ráp ha. Rồi Ngọc. Orimas gấp. Gấp. Rồi cái gì đây, nãy mới chỉ cho từ tiếng Anh là Kỳ. key là cái chìa khóa, nó còn nghĩa là kagi nữa nhá, không Tay. kagi nữa. Rồi cái này cái À, chưa kem. đúng rồi, mình chấm cái gì đó thì mình dùng là tsukemasu, soyu tsukemasu là chấm xì dầu. Chấm nước tương. Rồi ví dụ có câu hỏi thì mình nói sao, mình có phải là Shichimon Ichimon ga arimasu không hay là Shichimon shimasu? shimasu. Shichimon shimasu ha. Shichimon À, shimasu. nhiều bạn kiểu như Shichimon shimasu thôi, cái này cầm nguyên cầm nó là những ba luôn. Rồi cái người mà đứng trong mưa này Kasa. là Kasa. kasa. Rồi màu sắc là gì các bạn? Iro. À, Iro. Rồi từ đây là Indo. vận động phải không? Indo. Rồi thì thành Osaka là gì Bình? Zero. Dù ha, giống như thành đó. Osaka Zero, đây là zero. dù. Shiro Có là zero. lâu đài ha, Shiro là lâu đài á. À, lâu đài. Đấy. Các bạn biết biết lịch sử của Nhật là khi mà bảo vệ cái vườn thành á thì xung quanh họ xây hết là xung quanh là cái nước ha, tức là cái khoảng cách từ đây y như một con sông vậy á, để cho địch khỏi xâm lấn á, vào khỏi vào được đây, qua đây phải qua một sông nên họ Bơi xa. không có một con đường đi riêng. Rồi đó, các bạn mua một cái chai xì dầu này có để mà biết cách sử dụng thì các bạn làm sao? Techimesu. À, phải đọc cái cuốn sổ hướng dẫn xì dầu sổ. Rồi cái này các bạn nhìn ra mình biết là gì không, kiểu như là cái biểu đồ á, cách cách thiết kế của một cái máy này này lắp ráp như thế nào thì nó theo cái gì hồi nãy nói mình Dư, dư. chính xác ha, dư. Rồi được, cái này là đường thẳng đúng Cái không? tên. Thẳng này Tên. gọi là sen. Sen. Rồi cái mũi tên, đi theo mũi tên, mũi tên gọi là Zazi Rusi. Zi. Rồi màu sắc nãy là biết hết Đi. rồi đúng Đi. Đấy. không? Rồi cái màu 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 này mở là màu gì? Chai đồ. Đúng Chai đồ. rồi, còn màu đây Kuro. Kuro. Màu đây Siro. Shiro đúng rồi, màu đây Aka. Naka, Aka. màu đây AO. Wow. Ao. Xanh như trời. Con à? Con Kiro. kỳ đồ đúng rồi, một vậy. Chạy đồ. Chai rồi.
Rồi. Yếu. Cái này gọi là So you. tôi yêu, trong 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 Gì bình đâu? gọi cái này gọi là xì dầu hay nước tương. So you. Em gọi cái này Nước là gì? Tiếng Việt tương. á. Thì em nói nước Em tương. So gọi nước sữa. tương đúng không? Em gọi nước tương đúng không? Yeah. Nhưng mà còn cái tương tương ớt đỏ, em cái đó em gọi là sao? Chiri sô Không biết rồi, chia ri sơ sự, nhưng mà sự cái từng đó là tiếng ớt Việt. À, tương ớt à? dạ tương ớt dạ Cái này là tương nước tương, rồi con kia tương ớt. dạ À, chị gặp này này thì ở quê gọi cái này gọi là xì dầu, còn cái kia mới gọi là nước nước tương, tương ớt ấy, gọi là nước tương. ồ Ừ. Rồi tiếp. sô sự Ừ, nước sơ tương. sự sau kỳ ta sau học với các bạn là tự nhiên cứ nó còn 10 phút là nó test, mà cứ học với bạn kia là cứ học 45 phút học biết cũng được. Ok rồi tiếp, cái này là gì? Là sa đô. Ừ, trà đạo ha, cái người ta uống cũng theo nghi thức lắm, lấy tay trái đặt lên tay phải rồi xoay một vòng 180 độ rồi mình uống 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 hay uống một mạch luôn, mà trước khi uống cái này là phải mình ăn kẹo cho nó ngọt á mình mới uống. Rồi cay là gì? Là cà rai. Okay. Ừ, cà rai. Rồi cái là nguyên liệu, nguyên liệu để làm ra món ăn á, gọi là Dài điều. dài rồ. Đúng rồi. Rồi củ hành, cái tròn tròn gọi là tama, hành mà Tamanegi. đúng rồi, tamanegi. Rồi cái nồi thôi á. Nabe. Ừ, cái này mới gọi là phư ta này, gọi cái nắp này, này gọi là nabi. Rồi Đi. đúng rồi, hi hi là lửa. Ừ, nó có cái đọc nữa là chữ ca nữa ha, vì vậy các bạn thấy chữ chữ quả trong từ ca vô bì á, nó đọc ca nữa. Hay. Ừ. Rồi cơm muốn mẹ con nãy mới nói là Ôi nha, vô đây. ô gia, Vô ô đây. gia là ba mẹ thì gọi là chung là gọi là ô gia, còn con là cô ô gia cô donburi. Rồi cái bát bự bỏ chữ ô gia Ôn cô đi, chỉ cần là còn mới lại donburi. Rồi dùng ngữ pháp. Có từ vựng nào thắc mắc chưa hiểu không? không ạ. Rồi giờ mình vô ngữ pháp. Cái này là rồi bạn nào đọc được chữ đây? Hasta nhiều ý cứ. À, mấy bạn này bạn cũng nói sao? Asta nhiều ý ý cơ. Rồi tức là cái cô đây cô đọc sau thì hai bạn này bạn đọc lại giống y vậy đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nói là một cái người này nè họ làm cái gì đó rồi người khác làm lại. Rồi what, rồi watashi ga imakara, tôi nè từ bây giờ á, kotoba o imas, tôi sẽ nói là cái từ vựng á, minesan mo sono kotoba o itte kudasai ideka, nghĩa là tôi thì nói cái từ vựng á thì các bạn thì hãy nói những cái từ vựng đó được không, tức là nhắc lại á. Đấy. Ừ, cô ấy nói gì thì mấy bạn đây nhắc lại, đó là ngữ pháp của ngày hôm nay. Hãy làm theo một cái giống gì như tôi ấy. Thôi cô ấy sẽ nói là asa nihon e ikimasu, thì các mấy bạn khác cũng nói là asa nihon e ikimasu. Rồi bây giờ cô đây cô nói cô đọc gì đó, mấy bạn đây vẫn viết theo thì nói là imakara kakimasu, bây giờ tôi sẽ viết thì mấy bạn đây sẽ viết theo imakara kakimasu, thì bây giờ là bạn đây vẫn sẽ viết và bạn đây vẫn sẽ viết theo watashi ga imakara, vì mình phải chia về nguyên mẫu ha, là kaku kakimasu này, chữ kakimasu là kaku tori ni kaite kudasai, hãy viết giống như tôi viết nè.
hãy làm cái gì đó giống như tôi làm, tức là mình mẫu ngữ pháp này là mình chỉ cho một người nào đó làm gì đó, rồi như mình vô công việc mình làm cho mình biểu à hãy xem mình làm nè, rồi hãy làm theo nè, đó đó là mẫu ngữ pháp của ngày hôm nay để mình đi làm. Rồi các bạn thấy cái kéo này đúng không, có nhiều cách ai, nhưng mà bây giờ hãy biểu cắt theo cái tí cái đường này, cái đường sen này, rồi cắt theo cái đường như thế này, mình cắt thẳng thì bạn này không được cắt méo cắt xéo gì hết, hãy phải cắt thẳng giống như mình cắt đây. Rồi anh đây anh nấu giống như cái khung dịch sổ giải thích đây, Shizumeso là cái cuốn mà hướng dẫn á. Rồi hãy làm theo giống như cái cuốn sổ giải thích đây, thì nó là Shizumeso Chưa mấy số ni. ní Ừ. Rồi chữ Jaru, Chukurimaru là da rư cũng được, hoặc à là làm từ từ nấu á. Chukuru Ừ. Torini Torini Jarimas. Yarimas. Đúng rồi, hãy nấu theo những cái mà cuốn sổ là nó hướng dẫn á. Rồi tiếp. Hãy hãy đứng lại giống như tôi nói sao? Từ đứng là gì? Tachimas, tachu. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nói là Watashi ga Watashi ga. tachi tori ni Rồi bị đứng lên dịch tatte qua thể tê. kudasai. Đúng rồi, tắt tê cái sai. Rồi, bình thử nói được cái câu hãy ngồi xuống giống như tôi thì nói xong. Chữ ngồi là gì? Rồi, Suwarimasu. suwarimasu. Rồi, suwarimasu anh chia nguyên mẫu là gì? Suwaru. Đúng rồi, rồi chia qua thể tê là gì? Suwatte. Rồi, đúng rồi, em ráp vào cái câu nào. Hãy ngồi xuống giống như tôi. Watashi wa suwaru tori Ừ. ni tatte kudasai. Suwatte Đúng rồi, chính xác ha. Rồi. Đây, đây là mẹ mình đúng không? Hãy nấu muốn ăn giống như mẹ nè. Mẹ làm rồi thì nói là Haha ga ririo tsukuru torini chikute kudasai. Mẹ mình chỉ mình nấu nè. Một na muốn cái món như thế này là phải làm như thế này, từng bước rau rau gì đó vào nhiều phút nước sôi rồi bỏ rau củ quả vô thì mới chỉ là con được, xong mới nói cái câu watashi ga tsukuru tori ni chikute kudasai. Rồi chị lớn, chị 6 tuổi rồi, em mới là 3 tuổi, em chưa biết đánh răng, chị chỉ sao từ đánh răng nãy là gì. Migakimasu. À, bây giờ mình chia Migakimasu, bây giờ nguyên mẫu nó là gì? Migaku. Rồi, chia qua thể tê. Migaite. Đúng rồi, hãy đánh răng giống như tôi. Nói sao? Watashi ga hao migaku tori ni migaite kudasai. Đúng rồi, chính xác. Rồi, cái nút đây là mình nhấn xuống rồi mình bấm đúng không? Bấm là gì? Đấy. Oshimat. Oshimat nguyên mẫu nó là gì? Osu. Hồ sơ. Và thể tê là Oshite. Rồi, mình sợ thử chị nói sao? Hãy bấm giống như tôi nè. Watashi ga botan o osu osu ni Osu Torini.押してください。Đúng rồi. Rồi, cái khi mà làm con diều mà bây giờ phải gấp giống như tôi. Gấp nãy là gì? Orimat đúng không? Orimas. Rồi. Là nó nguyên mẫu nó là Oru. Oru. Và cái gấp là Otte. Rồi, các bạn thử nói hãy gấp giống như tôi. Giống như tôi gấp Thì hả? đúng rồi, hãy hãy gấp theo tôi á, kiểu như tôi hãy gấp theo tôi. Watashi ga oru tori ni otte kudasai. Đúng rồi.
Rồi. Ấy đi theo hướng mũi tên. Rồi. Cái này thì nó có sẽ có một cái danh từ nữa. Ví dụ như các bạn hãy làm thêm một Gì? cái danh từ này thì nó có mũi tên là gọi là gì? Dạ, rợi Jazirusi đúng không? Jazirusi ni y cư đi là gì? Y cư ít Torini cỡ Torini. Itte Kudasai. Rồi, bây giờ các bạn vô lại ha. Tại do sao để thầy coi À, lại chứ sao tự nhiên có lúc thì nó được 45 phút, có lúc thì nó được lâu không biết. Thế nên tìm hiểu thử. ai Rồi các bạn vô lại sau ha. ai